Cô Nhung mến chào các bạn. Cô là giáo viên trường tiểu học Trần Văn Ơn. Hôm nay, cô sẽ cùng các bạn tìm hiểu môn tiếng Việt, chủ điểm 6, ngôi nhà thứ hai, bài 4, góc nhỏ yêu thương, tiết 7, mở rộng vốn từ trường học phần tiếp theo. Trước khi bước vào bài học, cô mời các bạn cùng đến với bài hát Trên con đường đến trường. Bài hát vừa rồi thật đáng yêu đúng không các bạn? Bài hát cho thấy các bạn nhỏ trên con đường đến trường thật là vui vẻ. Nghe bài hát này, cô nghĩ rằng các bạn cũng giống cô, đang rất nhớ về ngôi trường của mình. Thế các bạn có nhớ trường mình có gì đẹp, có gì hay không? Để cùng gợi nhớ về những điều đó, chúng ta sẽ đến với bài Mở rộng vốn từ về trường học nhé. Để mở đầu bài học hôm nay, cô mời các bạn đến với phần thử thách qua bài tập 3. Tìm 2 đến 3 từ ngữ chỉ đặc điểm có tiếng rộng, tiếng sạch và tiếng yên. Cô mời các bạn suy nghĩ, tìm từ. Cô tin rằng các bạn đã tìm được rất nhiều từ. Cô cũng đã tìm được một số từ. Các bạn cùng xem với cô nha. Với tiếng rộng, cô tìm được các từ rộng rãi, rộng lớn, rộng mênh mông. Với tiếng sạch, cô có từ sạch sẽ, sạch bóng và sạch đẹp. Còn đối với tiếng yên, cô cũng đã tìm được các từ yên tĩnh, yên bình, yên lặng và yên ắng. Tin rằng các bạn hoàn thành tốt thử thách, cô tặng các bạn một số tranh ảnh về trường lớp để mình bớt nhớ trường nhé. Quan sát hai hình này, các bạn nghĩ mình dùng từ nào trong những từ vừa tìm được là phù hợp với hình? Cô nghĩ các bạn cũng có cùng suy nghĩ với cô là dùng từ rộng lớn, rộng rãi. Đây là từ dùng để nói về một khu vực lớn nên phù hợp với hình ảnh sân trường. Ngoài ra, cô thấy từ sạch sẽ, sạch đẹp cũng rất đúng với hình ảnh sân trường trong hai hình này đấy các bạn. Các bạn cùng cô xem hai hình tiếp theo được chụp ở đâu trong trường học nhé. Chắc hẳn các bạn đã nhận ra đây là hình ảnh của thư viện rồi. Đây cũng là nơi mà chúng ta gọi là góc nhỏ yêu thương trong trường học của mình đấy các bạn. Thư viện là nơi để đọc sách thì cần không gian như thế nào? Đúng rồi, ta cần không gian không có tiếng ồn và không có tiếng động. Như vậy, từ yên tĩnh, yên ắng ta vừa tìm được có nghĩa như thế nên ta có thể dùng nó để nói về thư viện. Như vậy là cô và các bạn đã tìm được rất nhiều từ ở bài tập 3 và tất cả những từ mình tìm được đều chỉ đặc điểm. Bây giờ ta sẽ dùng những từ đó để đặt câu theo yêu cầu bài 4.
Bài 4 của chúng ta có hai yêu cầu. Mình cùng thực hiện yêu cầu đầu tiên ở bài tập 4A là đặt 1 đến 2 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3. Cô có câu mẫu: Hành lang lớp em sạch bóng. Trong câu này, cô có từ đã tìm được ở bài tập 3 là từ sạch bóng. Các bạn cũng đừng quên khi đặt câu thì đầu câu chúng ta viết hoa và cuối câu có dấu chấm nhé. Cô mời các bạn dừng bài học và sử dụng từ ngữ ở bài tập 3 để tự đặt câu cho riêng mình. Chắc hẳn các bạn đã đặt được câu rồi. Cô cũng có một vài câu. Cô mời các bạn cùng xem. Câu đầu tiên: Sân trường em thật rộng rãi. Từ chỉ đặc điểm trong câu này là gì? Đúng rồi, đó là từ rộng rãi. Cô có câu thứ hai: Thư viện rất yên ắng. Câu này có sử dụng từ chỉ đặc điểm là từ yên ắng. Và câu cuối cùng cô đặt được đó chính là phòng học lớp em sạch sẽ, có từ sạch sẽ đã tìm được ở bài tập 3. Như vậy, chúng ta đã đặt được các câu với các từ chỉ đặc điểm. Các câu trên được viết hoa ở đầu câu và cuối câu có dấu chấm. Đố các bạn, những câu vừa tìm được thuộc mẫu câu nào? Hay quá! Đây chính là câu kiểu ai thế nào? Vì ta thấy các câu này có từ chỉ đặc điểm đứng sau bộ phận ai, con gì, cái gì. Đó là các từ được gạch chân đó các bạn. Nếu trong câu phòng học lớp em sạch sẽ, từ chỉ đặc điểm được in đậm, thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi ra sao? Đây cũng chính là yêu cầu của bài tập 4B. Đề bài yêu cầu ta đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm. Trong câu phòng học sạch sẽ, từ được in đậm là từ chỉ đặc điểm sạch sẽ. Để đặt câu hỏi cho từ chỉ đặc điểm, ta dùng cụm từ nào? À, đúng rồi, ta dùng cụm từ thế nào để đặt câu hỏi cho từ chỉ đặc điểm. Như vậy, cô có câu hỏi như sau: Phòng học lớp em thế nào? Cô vừa dùng từ thế nào để đặt câu hỏi cho từ sạch sẽ. Vậy, thế nào là cụm từ dùng để hỏi cho từ chỉ đặc điểm? Các bạn nhớ viết hoa đầu câu hỏi và viết dấu chấm hỏi ở cuối câu nhé. Bây giờ, các bạn hãy vận dụng để đặt câu hỏi cho hai câu sau. Cô mời các bạn bấm dừng màn hình và đặt câu hỏi. Câu: Thư viện trường em rất yên tĩnh. Rất yên tĩnh là từ chỉ đặc điểm, nên cô đặt câu hỏi như sau: Thư viện trường em thế nào? Từ thế nào được dùng để đặt câu hỏi cho từ chỉ đặc điểm rất yên tĩnh. Sau này khi vào học trực tiếp, lúc vào thư viện, các bạn cũng nhớ giữ trật tự và yên lặng để không làm ảnh hưởng đến những người khác đang đọc sách trong thư viện nhé. Tiếp theo, chúng mình đến với câu sân trường rộng rãi, nhiều cây xanh. Có các từ rộng rãi, nhiều cây xanh, chỉ đặc điểm. Nên tương tự như trên, cô đặt được câu hỏi sân trường thế nào? Sân trường mình rộng rãi, có nhiều cây xanh đẹp như thế, thì chúng ta cần giữ gìn, không hái hoa, bẻ cành và xả rác ra sân trường, mà chúng ta nên thường xuyên tưới cây và bỏ rác đúng nơi quy định để sân trường luôn xanh, sạch và đẹp nhé các bạn. Như vậy, khi đặt câu hỏi cho từ chỉ đặc điểm,
Ta đặt câu hỏi, sử dụng cụm từ thế nào, cũng như viết hoa đầu câu và dấu chấm hỏi cuối câu nhé các bạn. Qua bài học hôm nay, chúng ta đã biết thêm được một số từ chỉ đặc điểm về trường học, biết cách đặt câu với từ chỉ đặc điểm, cũng như cách đặt câu hỏi cho các từ chỉ đặc điểm. Cô Nhung cảm ơn các bạn đã cùng cô tìm hiểu và hoàn thành các nhiệm vụ của bài Mở rộng vốn tư về trường học. Cô tạm biệt các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Những bạn nào chưa làm bài kịp, hãy cố gắng hoàn thành bài và chụp hình gửi cho giáo viên chủ nhiệm lớp mình. Cô tin rằng thầy cô sẽ có nhiều lời khen dành cho các bạn. Cô tạm biệt các bạn.